Hello mọi người, thì xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh này. Vi tin thì lâu quá rồi mình không làm cái video clip về trải nghiệm về rap. Thì hôm bữa giờ công việc của mình tương đối bận á, cho nên mình chưa có làm video. Nhưng mà hôm nay có một cái sự việc nhưng mà mình muốn chia sẻ với mọi người, không biết là anh em hai bị chưa. Tài khoản của mình mấy bữa giờ rất ít chạy, và hiện số sao của mình đang 5 sao, nhưng mà vẫn bị rap gửi cái thông báo là đánh giá của mình dưới 4.7 sao và đề nghị là học cái lớp online. Thì không biết là nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ quay cái app cho mọi người xem luôn nha. Đây, tài khoản của mình hiện tại bây giờ trên rap ghi nhận và mình đã gọi điện cho tổng đài luôn. Tổng đài cũng xác nhận với mình là hiện tại bây giờ mình đang là 5 sao. Đó. Và đây các bạn có thể thấy là gì? Là cái cập nhật trong vòng 1 giờ, tức là update trong 1 giờ một lần về cái tỷ lệ đánh sao này. Đấy. Và hiện 5 sao. Nhưng mà không biết sao á, có sự nhầm lẫn hay như thế nào mà Rap lại gửi cho mình cái thông báo này. Thông báo khóa học đào tạo bắt buộc về tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao. Ghi rõ ràng là ghi nhận đối tác chưa hoàn thành khóa học dành cho đối tác điểm đánh giá dưới quy định 4.7. Mà mình 5 chấm rõ ràng đúng không? Đó. Và yêu cầu là lưu ý rằng sau 2 tuần mà không cải thiện tỷ lệ đánh sao với những đối tác có tỷ lệ đến sao dưới mức quy định thì Rap sẽ ngưng hợp tác vĩnh viễn. Đây, và mình quay lại tài khoản cho mình cho các bạn xem một lần nữa đây. Đấy, hiện bây giờ mình đang là 5 sao. Gọi điện tổng đài, tổng bài nói là mình phải thực hiện cái thông báo về cái hoàn thành cái khóa học online này. Nếu không là sau 2 tuần thì mình vẫn bị khóa tài khoản. Và hỏi mình trường hợp mình vì sao thì coi như là các bạn không giải thích được một câu chuyện. Các bạn tổng đài vẫn nói ra coi như cái này là hệ thống nó gửi. Mình không biết hệ thống ở đây là ai và hệ thống làm việc có chính xác hay không. Thì mong rằng coi như là Rap có hồi đáp chính thức cho mình về cái việc này. Đây là câu chuyện mà làm cho anh em rất là hoang mang. Cái bản thân mình cũng gặp rất là hoang mang. Và bữa giờ mình rất ít chạy, thậm chí là cả tuần nay mình chạy được có mấy chuyến à. Mà kêu là sao của mình đánh giá dưới 4.7. Hôm trước mình cũng đã nhận một cái tin nhắn về đào tạo như thế này rồi. Đó. Nhưng mà lúc đó là ghi là nhiều khách hàng đánh giá thôi nhưng mà chưa ấy được. Đó. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ thực hiện luôn cái bài kiểm tra nha. Đây. Vì cái bài này hôm trước đã gửi cho mình một lần rồi. Và hôm nay lại mình lại phải làm lại lần nữa mà mình không biết lý do vì sao mà điểm chuẩn của mình muốn 5 sao nhưng vẫn phải làm bài như thế này. Và những câu hỏi thật sự là nếu mà những anh em nào đã chạy dịch vụ thì nó cũng không quá khó. Ví dụ như là khi giao tiếp khách hàng bạn đang làm gì, đương nhiên là phải luôn luôn nở nụ cười, chủ động chào hỏi khách hàng rồi. Sử dụng tông giọng ấm áp, đúng rồi. Nếu mà mình cao giọng lên thì chắc là khó với khách hàng. Mình rất tự tin với những cái câu hỏi này vì coi như là mình chạy rất là nhiều. Bạn hãy điền vào từ thích hợp nhất. Trước khi mà khách hàng xuống xe thì mình sẽ phải gửi lời cảm ơn, đúng không? Và sau đó nhắc khách hàng về đánh giá mức độ hài lòng của chuyến đi. Ok, tiếp tục. Để có phong cách chuyên nghiệp bạn sẽ gì? Luôn giữ gương mặt tươi sáng, râu tóc được cắt gọn gàng, đúng không? Và giữ cho tóc của bạn luôn được chải thẳng gọn gàng. Rồi, theo bạn điều gì quan trọng nhất để khách hàng ấn tượng dịch vụ của Rap sẵn sàng giới thiệu bạn bè? Đó là chất lượng và thái độ tích cực của tài xế, đúng không? Đấy, và nha, mình đã thực hiện xong cái bài này rồi nha. Và để xem thử là khi mình thực hiện xong thì nó như thế nào. Bấm vô chữ xong nè. Rồi, bạn đã hoàn thành công việc hôm nay, hãy quay lại sau bắt đầu phiên. Thành tích 10/10 câu trả lời đúng nha. Đấy, này, xác nhận rồi nha. Rồi thì tiếp đây là mình muốn Rap hỗ trợ thêm mình thông tin về cái tài khoản cũng giống như là trường hợp của mình thì nó sẽ như thế nào. Đây nè, điểm bên ngoài đây là vẫn là 5 sao nè. Lít vô tài khoản của mình, xác minh lại lần nữa luôn nè. Vẫn là 5 sao, mình không hiểu tại sao. Mà ghi đây là cập nhật trong vòng 1 giờ.
thì sao mình có dưới 4.7 đâu mà ráp lại gửi cho mình một cái thông báo như vậy mà bắt mình học. Đó. Đấy. Và mong rằng ráp có phản hồi chính thức cho mình biết về cái việc này để tránh trường hợp mà anh em hoạt động rất là hoang mang. Cũng giống như là có anh em nào mà nhận được cái thông tin mà giống như mình hay không thì cùng chia sẻ lên để cho mọi người nắm được thông tin. Và cũng giống như là ráp, mong rằng ráp có hỗ trợ các anh em để mà giải thích rõ ràng. Cảm ơn bạn đã theo dõi những video của Hai Vi Tin. Các bạn nhớ like video và đăng ký theo dõi Hai Vi Tin để có thể đón xem những video mới nhất nhé.